Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã cho phép các loại hình kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trở lại, ngoại trừ vũ trường, quán bar và karaoke, với lý do ba dịch vụ này khó thực hiện giãn cách theo khuyến cáo của ngành y tế. Ông Trương Hải, một cư dân Sài Gòn, chia sẻ đồng tình. Mình phải hạn chế bớt những cái khu vực vui chơi đông người như thế để sau Covid nó lây lan chứ sao. Như thế là phải thôi, nhưng cái đó chưa thiệt hiệu lắm. Quán bar vũ trường với karaoke chưa phải là cái dịch vụ thiết yếu. Chưa là đóng cửa là đúng thôi, chưa cho mở là đúng thôi. Ba loại hình dịch vụ tiếp tục đóng cửa, theo ý kiến của một cán bộ hưu trí, thì đó là cẩn trọng cần thiết. Karaoke đó, cái đó cũng dễ bị nhiễm khuẩn lắm. Vô mà ca mà cộng đồng, đừng nói dịch bệnh, ca cộng đồng không cũng thấy sợ nữa. Nó vô trong cái vũ trường ba đó, cửa kính mít, đèn tối thui, sập sình, làm sao quản lý nổi. Lâu lâu mà thấy cảnh sát dịnh chỗ nào là chỗ đó dính đó. Phía nhà chức trách nói rằng cần thêm thời gian để đánh giá về tình hình dịch bệnh, sau đó mới quyết định mở cửa toàn bộ dịch vụ không thiết yếu. Hiện tại vẫn tiếp tục có những ca lây nhiễm COVID cộng đồng ở Hải Dương. Việc chích ngừa vaccine cũng chỉ mới bắt đầu trong thận trọng, ông Trương Hải nói. Kiểm soát thật tốt, dịch COVID rồi là một, thì hai này có vaccine để tiêm phòng rồi thì lần lượt chắc nhà nước sẽ cho hoạt động trở lại bình thường thôi. Nhưng mà khuyên mọi người vào đó nên rửa tay để thực hiện cái chế độ 5K của Bộ Y tế đó cho tốt, nó đảm bảo vừa phát triển kinh tế vừa kiểm soát dịch bệnh. Việc mở cửa lại một số dịch vụ được kèm theo yêu cầu tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, ông Tâm nhận xét. Nói chung là mình thấy Bộ trưởng Y tế mà nói là không phải vaccine là giải quyết được tất cả, mà tất cả phải đề cao cảnh giác, đó là quá hay luôn, nói là chính xác luôn. Mà Bộ trưởng nói vậy là để cho mọi người cùng biết không, chứ không ai ý y vô là có vaccine là chết rồi cứ tung tăng tung ta là chết. Mặc dù vẫn đóng cửa quán bar, vũ trường, karaoke, song đời sống về đêm ở Sài Gòn như tại nơi vẫn quen được gọi là phố Tây, gồm các trục đường Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Đỗ Quang Đẩu với các hàng quán lề đường đang dần náo nhiệt trở lại.